Bây giờ tên gì? Trịnh Hải Thọ đúng không? Ừ. Bây giờ nó 10 giờ. Nó làm gì? Nhắc nhở anh mở nhỏ nhạc với bớt lại. Nhắc nhở anh xin phép tôi vô nhà chưa? Anh xin phép tôi vô nhà chưa? Hả? Kêu Ngân xuống đây nói chuyện với tôi. Ai? Ông Ngân. Ha? Anh là gì? Không có đụng tay vô người tôi. Tại sao bước nhà tôi? Không đụng tay vô người tôi. Tại sao bước nhà tôi? Xuống cửa luôn. Xuống cửa luôn. Má gửi lên đây. Xuống cửa luôn. Anh đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu? Anh bước nhà tôi. Hả? Hải Văn Thọ hả? Không có đụng vô tay vô người tôi. Hải Văn Thọ nè. Anh đang có lỗi rồi. Anh cứ quay tay vô người tôi. Anh lại vậy? Anh mấy giờ anh bước nhà tôi? Hả? Hả tay ra nha. Bước nhà tôi. Anh đừng có đụng mà anh đụng hay là có đụng. Anh làm cái gì bước nhà tôi? Hả? Nhưng mà tại sao anh phải xâm phạm vô nhà người dân? Hả? Cái sinh mấy cầm anh chứ? Anh làm cái gì bước nhà tôi? Hả? Anh đừng có đụng người ta. Mày láo hả? Anh làm cái gì bước nhà tôi? Mày láo gì? Trời bỏ mà ta. Mày làm cái gì bước nhà tôi? Nhà của tôi bị mất trộm rồi nè. Tôi nói thả tay ra. Mày làm cái gì bước nhà tao? Mày chưa lấy chưa? Trời đất nổi nhận quá anh nhau rồi. Trời em bị mất hết cái trộm rồi nè. Mày làm cái gì bước nhà tao? Tôi đã thả ra coi. Mày là cái gì cứu nhà tao? Tao lồn á. Bây giờ hả? Đi bảo con em bị mất đồ nhà rồi kìa. Đi vô bảo con em. Tôi quay thè tao hả? L1655 2B3 tự động bước vô nhà tôi. Tự động bước nhà tôi. Anh lên vậy? Anh vậy? Anh làm gì? Anh làm gì? Vậy hả? Tôi đang thả tay ra. Anh là đẻ con sẻ mà đúng không? Đẻ con sẻ đúng không? Anh làm gì bước nhà tôi nè? Anh làm gì bước nhà tôi? Anh đừng có đụng bây giờ. Anh làm cái gì bước nhà tôi? Anh xin phép tôi chưa? Em đừng có đụng. Anh xin phép tôi. Hả? Camera rồi. Nhà có camera rồi. Anh khỏi lên. Không. Vô cái gì? Mày cái gì mày đừng có lên. Vô cái gì? Vô cái gì? Mày khu vực bước nhà tao là sao? Mày có luật về bước nhà tao? Hả? Mày có luật về bước nhà tao? Con đến cái nhà xong nhà em chưa tắt nhạc mà chưa 10 giờ cần phải mở cái lực của mà giờ anh không em mà anh đi chó là anh không xin lỗi. Lúc mà xin lỗi anh còn kêu tụi em tắt cái clip đi, đừng quay khúc anh xin lỗi. Anh là công an mà tại sao anh lại nói xạo? Em mới xin lỗi, em mới thầy mà. Có cái anh công an đi chung với anh làm chứng và có cả người dân ở đó đều thấy anh xin lỗi hả? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Ở đây lộn. Rồi người mặt công an vậy hả? Rồi sao anh công an anh vậy hả? Mà chưa tới 10 giờ. Em mới xin lỗi, em mới thầy đúng không? Anh hỏi... Đúng không? Cái gì đâu, hồi kia viết chung là ủa, công an lỗi sao? Anh mới xin lỗi em tức thầy. Mà giờ hỏi anh ra là anh không xin lỗi. Đã mới xin lỗi bộ công an như thế nào mới được mà. Thì bây giờ ông mới giờ đứng em xin lỗi em rõ ràng nè, có đây làm chứng rõ ràng giờ anh không có. Là sao? Giờ ý em hỏi anh. Thì bây giờ ý anh mà nãy anh ông nói giờ đúng là sai. Em đụng cậu gái anh em sai nha. Sai là sao em nói anh biết được nha. Anh mất lỗi phải vậy nha. Xin lỗi có liên quan gì là sao? Ổng mới về xuống đây ổng vô đây nhà em xin lỗi bây giờ nếu anh Thọ anh xin lỗi rồi thì sao bây giờ anh không có bây giờ anh mời ổng về sao nghe mà nói nè im vậy mà anh muốn gì để nói đi quầy giờ em mặc áo vô thì lên công an đi bây giờ sự việc nó xảy ra bây giờ tôi không nghe bà Liễu mà tôi muốn xác minh lại thằng ông Thọ sai công an phường xử lý ông Thọ rồi mời em đi lên phường chứ có cái gì mời đâu đi mời ông đơn giản vậy thôi với mời đâu mà chồng em nó có phạm pháp gì đâu mà phải chở bằng cái xe đó đúng không giờ cái chuyện nhỏ này thì đâu giấy mời tự ảnh anh lái xe anh đi lên rồi tự nhiên cái gì lái xe xuống giống như bắt tội phạm vậy trời bây giờ tôi có phạm pháp gì đâu mấy anh mời tôi ở đây phạm pháp thiếu gì công an có bắt đầu hả bây giờ anh hỏi anh bây giờ có phạm pháp đâu tự nhiên bắt lên xe đi vậy trời anh Trần Thanh Liêm nè 263939 em có phạm pháp gì anh mời em mở nhạc thôi đúng không phạt hành chính 300 ngàn em mà chưa tới 10 giờ nữa kém 5 giờ bây giờ ở đây anh không nói cái việc nhạc anh mới nói mời em là mời sao ừ cái việc nhạc nó mới dẫn đến cái việc như thế này cái việc gì đúng không thì xong rồi việc gì anh xin lỗi em mà xong rồi anh xin lỗi em anh nói bài giải rồi anh bỏ đi về của em với anh Thọ khi anh Thọ xuống đây làm nhiệm vụ rồi bây giờ anh xin lỗi em rồi em không muốn làm lớn chuyện được chưa cái gì bây giờ anh xin lỗi em rồi em liên quan đến cán bộ chiến sĩ công an phường chứ bây giờ anh xin lỗi em rồi em không muốn làm lớn chuyện được chưa em là người dân em muốn thưa kiện là chuyện của em không muốn thưa đó là được chưa
Bây giờ em không, muốn làm phiền tới công an được chưa? Đúng không? Ờ. Em làm phiền chứ không làm phiền. Làm phiền thì anh xuống nhà em, anh xông vô nhà em không? À là anh làm phiền em rồi. Bây giờ anh xin lỗi em rồi thì thôi, xong. Sao thôi được? Xong thôi. Bây giờ ở đây không muốn thôi thì sao? Ủa sao kỳ á, rồi xong luôn rồi. Không muốn thôi thì xong luôn rồi. Vậy là anh thua chồng em tội gì? Tội gì em bị lo gì? Đứt cầu dây công an. Đứt đâu? Đứt cầu dây đâu? Đứt cái gì? Đứt cái cầu dây nào đâu? Đâu anh quay thử coi đứt có cầu dây nào? Đứt tôi mới gắn lại nè. Đâu sao nãy anh không nói? Bây giờ từ chỗ đó. Bây giờ tôi bị vậy. Bây giờ góc độ ở địa phương. Đâu? Từ ở chỗ đó nó mới dẫn ra cái việc này thì bây giờ mới mời em lên. Hồi nãy anh xin lỗi em rồi, bây giờ em không thưa kiện thì thôi chứ bây giờ làm sao vậy? Anh nó không có thưa kiện, anh đã hòa giải với chồng em, ảnh với anh kia cùng nhau nắm tay bình đường đi về. Còn bây giờ anh hứa gì? Chịu về lấy cái mày. Lấy cái gì? Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ cho đời càng gian khổ càng khó. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi gian ngập sầu, nhưng thành phố chen chúc vui đâu, nơi kiếp người chinh phủ miếng đau. Và lòng em sẽ chăm xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người đồng bào. Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn bé còn con, chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang, cho mặt người ai thờ ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Chơi vui trên kiếp nghèo đói, chúng chơi sang chơi xấu chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chán sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn tướng buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hận buôn cả giang sơn. Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn mẹ còn con, chúng ăn trên ăn dưới